Xin chào các bác. Hôm nay thì em sẽ test thử cái tính năng kết nối wifi của con robot iRobot này. Đây là iRobot 960 của hãng iRobot Mỹ, được xách tay từ bên Nhật Bản về. Robot này là được sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản. Và con này nó có, thứ nhất là đặc điểm của nó là nó có một cái con camera. Đây, cho các bác xem, đây là camera. Đấy. Con camera này nó làm nhiệm vụ là sẽ vẽ lại, nó sẽ vẽ lại các cái vật cản nó, mà nó đi qua, đánh dấu lại những cái vật cản nó đi qua. Và cái tính năng mà nó đáp ứng được nữa đó là khi mà có chó mèo thì ở gần nó thì nó phát hiện ra và nó chạy chậm lại để cho con chó con mèo nó không đùa với cả con robot này, làm tránh hỏng robot. Đấy là cái tính năng của nó. Và bây giờ thì là nó có cái cổng kết nối với wifi đấy. Và bây giờ em sẽ cho nó kết nối với cả wifi rồi này, và cho kết nối với cả con Google Home. Đây, Google Home Mini. Đấy, con Google Home Mini này nó sẽ điều khiển cái con robot này bằng giọng nói. Đấy, thì bây giờ em bắt đầu thử này. Ok Google, hãy lau nhà giúp tôi. Có vẻ như bạn chưa thiết lập thiết bị đó. Bạn có thể làm việc này trong ứng dụng Google Home. Không có chữ hãy. Ok Google, lau nhà giúp tôi. Vâng, em vừa cho anh Roomba làm rồi anh ạ. Đó, bắt đầu nó đi lau nhà. Các bác có thể là thiết lập cái con robot này theo lịch làm việc, ví dụ như là ở trên điện thoại có cái app để điều khiển nó, thì mình có thể là đặt giờ, ví dụ như là sau khi đi làm là 9 giờ nó tự động nó ở nhà, nó sẽ đi nó lau nhà, và khi mình quay về nhà ấy thì là nó nhà đã sạch rồi, mình sẽ không về nhà nữa, nó đã về vị trí của nó rồi và nó không đi lau nhà như này nữa. Đấy, nó có rất nhiều tính năng khác, ví dụ như là vì nó kết nối wifi, kết nối điện thoại nên là mình có thể đặt là ví dụ như nó đang lau nhà này mà có cuộc gọi đến thì nó sẽ dừng lại chẳng hạn, như thế. Đấy, hay là khi mà có chuông cửa gọi chẳng hạn, có chuông cửa mà có kết nối wifi thì con này nó sẽ dừng lại, nó về vị trí của nó để tiếp khách. Đấy, ngoài ra nó có rất nhiều những tính năng khác mà được, thì đó là nó đưa ra cái tập lệnh ra bên ngoài, nên là rất là nhiều những cái nhà phát triển người ta phát triển thêm những cái tính năng cho nó dựa vào những cái tính năng thông minh của điện thoại. Đấy, bây giờ muốn dừng lại thì bây giờ nói là đây, giả sử đây là em cài đặt nhé, em cài đặt rằng là ok Google, hãy dừng việc lau nhà. Rất tiếc tôi chưa thể giúp được bạn việc đó, nhưng tôi đang học hỏi thêm mỗi ngày. Em nói nó không đúng. Ok Google, hãy dừng việc lau nhà. Vâng, em bảo anh Roomba dừng lại anh ạ. Đó, rất hay. Bây giờ mình muốn cho nó chạy tiếp nhé. Thì hoặc là bây giờ nó đang đi đến đây rồi, nó vừa đi từ đằng kia lại, bây giờ nó lau. Con robot này lau rất hay, là nó đi theo đường thẳng nên là nó không đi theo đường rích rắc giống như cửa Toshiba rồi vài hãng cửa Nhật. Đấy, nhưng bây giờ mình muốn nó đi, nó đang ở đây mà nó đi về kia, xem nó có đi được không nhá. Đấy, bây giờ bảo nó là ok Google, hãy bảo robot về chỗ của mình. Vâng, em bảo anh ấy về chỗ sạc pin. Đó, do cái mạng wifi nó hơi chậm. Đấy, xem nó có về được chỗ của mình không nhá. Con robot này nó sẽ đi và nó sẽ vẽ lại được cái bản đồ của cái ngôi nhà sau khi nó chạy được khoảng 3-4 lần. Đấy, nó về rất nhanh. Đó, nó đã về được vị trí. Rất hay. Đấy, những cái tính năng kết nối wifi của nó rất hay và rất tiện.
Ngoài ra nó còn đặt lịch là chạy rồi là kết nối điều khiển từ xa đấy và giám sát được từ xa cái hoạt động của nó rất là hay đấy, và rất nhiều tính năng khác mà tính năng lại mở lên là hàng ngày hàng giờ có những thêm những cái tính năng mới mà các cái nhà phát triển những nhà lập trình nhé lập trình viên người ta có thể viết ra những cái ứng dụng những cái tính năng mà nó hay nó vì là nó phụ thuộc vào cái nền tảng của Google mà nên mình đang chạy trên cái Google Home rất hay đấy thì các bác quan tâm đến cái con robot này thì liên hệ với em sẽ hướng dẫn cài đặt và cung cấp cái con robot này là sách tay từ Nhật về. Đây là hàng hàng trưng bày ấy, gần như là mới, không có một vết xước gì cả, đấy, gần như là mới luôn, đấy, đẹp long lanh. Giá con này em bán là đang là 10 triệu, hộp rác này, 10 triệu sẽ bao gồm là tặng kèm một cái hộp mà đựng rác, à không phải, cái lọc và cái chổi đấy. Ngoài ra thì cái con này nó sẽ có thêm một cái cọc để mà chống đi vào những vùng cấm đấy. Tất cả nó sẽ ở trong hộp. Đấy, hôm nay thì em sẽ test thử cái tính năng giao tiếp với cả cái con Google Home kia. Đấy, thì cho các bác xem. Các bác thấy hay thì like và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Còn các bác muốn quan tâm về cái con robot này hay là các bác mua rồi cần hướng dẫn cài đặt thì em sẽ hướng dẫn cài đặt. Hôm sau em sẽ làm một cái bài chia sẻ về cách cài đặt của cái con này với cả cái con Google Home kia. Đấy. Cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác.